muốn đi. Bây giờ anh nhảy xuống anh núp xong rồi em bắn nó. Em chỉ việc bắn thôi. Bắn xong rồi anh ra anh núp đồ. Đấy, nhiệm vụ em dễ không? Uyên ơi, anh không cần phải nói. Cái đó em tự làm được. Bạn đen rồi. Ý, em đeo ngược tai nghe rồi. Để từ từ. Mười củ thôi ông ạ, à, ông sắp lên mười củ lao cái khoai à. Hai con bot bắn nhau thế anh hai hàng chơi này còn anh thêm hai con bot nữa. Trời ơi, nó khỏe lắm em, không phải bot đâu, bọn này nó bắn anh em nhìn không, máu bắn trắng máu luôn, sợ vai nó quá khỏe anh em ạ. Một tên nữa thôi, tên ấy kệ đi, con bốt nó bắn một con bốt ở đây. Ui, anh bắn màu bốn không anh? Có em ơi, được thực sự em. Xích chạy đâu? I got supplies. Đây. Xích đi rồi. Trên đây có trăm viên đạn nha. Đây em ơi. Xí thế. Ủa đâu làm combat kìa em. Góp vui kìa em. Không được, không góp vui được em ạ. Đâu đạn mà bốn nó chỗ nào anh lấy thấy đạn ở đây rồi, trên công anh ơi, trên công ấy anh thấy không? Đẩy vào đi, chỗ đấy nó đang bị lốc kìa. Phải em bạn nó đấy, tí về nữa nè. Ui đằng sau có trong thùng. Anh ơi. Trong thùng này. Hút nó hút. Đây. Đi lên anh ơi. Còn. Tìm còn tới bên kia, còn tới bên kia. Anh nghe. Tìm bên kia để sao? À ha, lại chạy vào trong thùng à. Một thằng trong thùng. Bom là mày chết với tao. Anh trong phòng yếu anh ơi. Hốt luôn. Còn có một thằng qua kho mình ấy. Yếu luôn. Hello anh trai. Liên ơi. Trời ơi, game dễ quá. S2 là trai anh em ơi, sinh năm 2K7 đúng không? Vì lần nào chơi với anh em cũng nghe câu hỏi này nha. Em đang hỏi là anh mấy anh có thông đít không? Đây này. Có xe tới. Có xe ngay anh ơi. Có bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Bạn ơi, tôi đi xe ôm bạn ơi. Lên luôn em ơi. Lên. Em mở góc phải này. Ồ, dẫn người yêu đi lên đây. Xong rồi để cho người yêu AFK này. Người yêu như quần què dẫn bạn gái vào chỗ chết anh em ạ. Thanh niên này không được. Không được. Phải đáng chết rồi nè. Anh em thấy cái thằng này nó chán không? Chán đời không? Nó dẫn người yêu nó vào đây xong nó chết xong nó không bảo vệ được người yêu nó. Uầy, tầm này mình là con người yêu kia chắc mình vã thằng này không trượt phát nào. Like cho mình các cậu. Yeah, inbox chia tay ngay luôn. Đua squad top 1 2 lít đấy. Mình nói thật luôn, mấy cái kèo bạn
kèo kiểu như 2 lít ok ok để mình nghe giống trẻ trâu vớ vẩn là kèo mõm nè. Sao chơi một trận á, ngoài không có biết còn khó chơi em cả. Anh chơi với người live buổi tối, anh chỉ chơi người quen thôi. Thì anh coi ai có đít cỡ thì anh chơi chơi. Chứ lại đây nơi đâu có đủ người đâu. Đi thôi mày. Em đủ đồ chưa? Anh nghe tiếng xe quá. À em thấy rồi. Thấy đâu em ơi? Enemies ahead. Ok em ơi, mấy thằng em ơi? Em không biết nữa. Trời. Em thấy kiểu chi được. Rồi anh nghe ạ. Này thì lên này. Nóc của chúng tôi. Có đồng bọn ở đây em ạ. Chúng mình phải hết sức và bình tĩnh. Như hết rồi anh. Thằng ấy đang nhìn bọn nào đấy? Đang chéo này nó cam bọn nào đấy? Nó đang tính lên mấy nhà anh. Chấn nóc nhà, thanh niên lại thích chấn lên nóc nhà bắt con gà. Có con gì đây mà bắt? Nó có X3 không em? Không anh, nó có X4. Nó có một tí đồ. Thôi mình đi đi em ơi, kệ mở chúng nó đi. Đây. Like đi anh em ơi. Hello Minh Ngô nha, cho mình xin một like nha anh em ơi. Bây giờ ui, là 400. Xe xỉn anh ơi. Okay. Xe nó xe xỉn. Bây giờ 400 view anh em, mỗi người cho mình một like thôi. Phí tiếc gì một like đâu anh em. Anh em chả mất gì luôn. Ui, giật. Có xe. Ui đi lòng. À, đuổi đi bạn ơi. Ui ôi, cải ơi. Dừng rồi nhá, từ ra làm sao này. Đâu, chạy không. Một thằng vào nhà. Lốc một thằng rồi nhá. Đâu? Anh lốc một rồi. Một hàng xanh trái anh ơi. Hay em. Lìa. Các bạn này cướp ai? Các bạn buồn cười thật. Ô, cái sai không nút được này. Ô, thế là thằng kia nó chưa cứu à? Em bắn một thằng cái nào clear luôn đúng không? Đúng rồi. Thế là thằng kia, thằng bạn kia nó chưa. To lên giữa bò đi. Ui, anh đưa xe cho em là bỏ lái xe làm mà anh. Khi nào em dừng, em phải hô dừng để anh biết đường anh nhảy ra. Anh băm chúng nó. Trên đồi nó có một khu nhà này, bọn nó ở trên khu nhà đấy em ạ. Đây, dừng ở chỗ viền này nhá. Đây, dừng ở chỗ viền này. Viền, đấy, viền này, viền trước mặt này. Dần này. Có người, anh nhìn nó rồi. Ui, rồi. Bên nè. Gốc kế. Anh ơi, đây, bên em có thằng bé na này. Ngồi im cho anh bơm máu đã. Anh em thấy sấy quả nhấp nhả hay không? Gần em đúng không? Đúng rồi. Hướng 190 này. Rồi, thấy không? Ai vậy? Ngồi đêm mà nghe giọng chân mạnh nó hết hồn luôn á.
Anh ơi, ngủ đi. Bạn bình tĩnh để mình xử cái bọn quần què đấy bạn này. Để tiếp mình xử bạn sau. Bọn phòng bạn luôn. Có nghe tiếng nhạc không? Phải tắt nhạc. Không đúng không? À đủ. Như Bỏ vậy là đánh nó ở kiểu trước tay mặt rồi mình. này. Như vậy là nó ở trước mặt mình. Được rồi. Vòng qua đằng sau. Bạn hết IV 2 tỷ. Ui đằng sau có người. Có liệu ui 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 mình cứ bị bắn cứ bị ghê ấy. Ui, mình mạnh vãi nồi anh em ạ. Có sướng không? Anh em đánh giá sao về vài pha vừa nãy? Nhưng mà có sướng không? Ui, mình lại cứ bị kinh ấy. Có sướng không? Bạn đang im để cho mình xử mấy cái thằng này mà. Mình vẫn chỉ thằng quần què làm ở đây. Em thấy ở này như ở gần gốc cây anh ạ. Xúc nó em ơi. Anh ở đằng sau em ơi. Ui, chỗ này trống thế lại anh lấy xe. Anh em mình đi luôn này. Lên xe mày. Ôi, đi mẹ 20 kill rồi á. Trời ơi, đã bộ bạn để im cho mình xử cái thằng quần què này. Anh gì ơi? Ui, bắn không chạy. Ủa nó chạy đâu rồi ta? Chạy vô bo. Em thấy đây này. Đâu đâu đâu? Enemies ahead. Sao gốc cây này cơ? À đây sao gốc cây này. Đây. Rồi, đi luôn em ơi. Nó cứ vậy kìa, trước mặt kìa, nhìn kìa. Anh dừng đi đây à. Này. Có phải gọi là 20 like chứ không phải 2 like. Ngay bên trên đấy, ngay trên trên dốc ấy. Từ 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 từ, anh bơm máu xong anh em cùng lên này. Ui lại bé nè. Hai em, ui. Tưởng anh nốc được một chứ, hóa ra anh nốc được có mỗi thằng. Hay là còn một thằng nữa, từ từ, đợi anh lên này. Úp vào đi em ơi. Hay nóc quá. Ba ơi. Còn thằng cuối, top 1 rồi. Ui, top 1 nó cứ bị rẻ. Mình lại cứ bị mạnh ấy. Bạn cũng bị tớ. Ôi, thôi xong rồi. Bé nè, tí u đời ơi. Bò lại quay đây, bò lại quay cho anh. Trận này bị bé nè cắn nhiều ấy. Hồi nãy em thấy nó xuống 310 anh. Bom kìa. Quả gì kìa. Rồi, anh nghe tiếng nói. Nó ngay bên dưới ạ. Bơm máu lên xong anh em mình một phát xuống luôn. Trước mặt hướng 300 anh. Anh đang nghỉ, tới đây, để em ném qua nết. Ok em này. Bơm máu đi. Không chết. Anh đấy còn nết. Được chưa? Chơi này, 1, 2, 3 lên này. Lên đi em. Lên lên lên. Ui. Nó cứu hết rồi. Ui, nó cứu hết rồi. Bên đấy còn 1, bên này còn 1 nữa. Ui, phí thế. Tưởng là có 1 thằng. Nó cứu xong từ bao giờ rồi. Tưởng bạn thế nào? Mình không nghĩ là nó cứu được rồi. Mình chỉ còn tưởng còn 1 thôi.